chị mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Em ơi, đá số lên đầu, anh không sợ, chỉ sợ chơi ngu. Rớt bà đá bánh xe. Rớt bà đá bánh xe. Nhưng mà không sao em ạ. Đường tình anh thua, đường đua anh không chấp nha má. Đường đua tôi mà chấp với tôi lên bàn hờ luôn á. Đó đó, mấy đi thấy chưa? Thường ngày là mấy anh em racing boy là người ta đua bằng xe máy, còn tôi bắt đầu đôi cua bằng xe đạp á ơi. Tại làm gì có tiền mua xe máy. Tốt nét ít thôi. Nhưng mà không sao, không thể nào làm anh em racing boy hất vọng được các bạn ạ. Đúng đúng. Nên là ngày hôm nay tôi đã quyết định sẽ thử hết cho bản thân tôi, đó chính là đua xe đạp bắt đầu. Nhưng phiên bản chơi Oppy. Mà tôi chưa bao giờ tôi nghe có cái vụ mà Oppy mà đạp xe đạp á má. Lần này mới nghe có thiệt luôn á nha. Nên là hồi tôi test cho anh em thấy rõ được cái điều này luôn nha anh em ơi. Đó đó đó, trời ơi, bắt đầu lên đài anh không có, chỉ sợ đường về thiếu vắng em. Yeah. Đấy đấy đấy, nhưng mà sao cái skin của tôi, sao cái tay nó sức lìa khỏi người lắm má. Ủa má, ủa. Rồi rồi rồi, để con cai đi thử xem sao nha. Ui ôi, ê nha má, khó nha má. Ê cái này tôi thấy khó nha, từ từ nha, từ từ nha. Ok. Ui ôi, cái này là phải chạy kỹ nè. Đây 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 đây. Ui ôi, Oppy đi bằng tay, đi bằng chân, đi bằng mồm hay là mơm bằng đì tôi cũng đi được anh em. Nói chi là ơ mà là đồng, mà là sông, mà là ơ tình yêu ơi. Bây giờ nó dụ tôi anh em ơi, nó dụ tôi. Trời ơi, nó để cái đường đi. Bà nội không thấy à, xin lỗi à, mình rút lại à, cái lời nói nãy mình nháp anh em à. Đó rồi, dâm ba mấy cái vụ mà Oppy bằng tay bằng đầu hay sao tôi vượt qua được hết rồi, chỉ còn cái Oppy bằng xe đạp thôi. Đây mấy vô rồi, đây đây đạp có dễ dàng luôn. Ui ôi ui ôi ui ôi ui ôi ôi, xin nhẹ cái tuổi, xin nhẹ cái tuổi luôn vậy. Đây 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 đây, ui racing boy liền em mấy chưa. Đây 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 racing boy. Ui ui ui. Em xin lỗi được chưa? Em xin lỗi. Không sao, thất bại là mẹ của thành công, không thành công thì về gặp cha nha. Rồi, còn ủa cái này. Ui, ui. Ê cái xe đạp tôi nhảy tưng tưng lên được má. Trời giờ mới biết bay, giờ mới biết. Trời ơi là trời. À quên, cái này là Oppy chạy xe đạp. Tôi quên mất cái này phải nhảy anh em ơi. Rồi rồi. Ui ui, nó đi nhanh vậy. Oh my god, oh my god, oh my god. Không sao, không sao, nãy giờ là giỡn cho anh em thấy không? Đây, 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 trời ơi, trời ơi, trời ơi, dễ dàng em thấy chưa? Nhảy qua liền luôn. Ui giời ơi, tôi nghĩ là cái này tôi phá đảo được. À thôi, mình rút lại lời nói nha. Bây giờ mình hứa bạn mình phá đảo dễ dàng này như này. Đây, ui giời ơi, tôi nói rồi, để tôi làm một lần duy nhất cho. Không sao, như câu nói cũ anh em ạ. À. Đấy, như câu nói cũ tôi làm dễ lắm. Ê ê ê, đừng té má, đừng té má, té nữa tôi quê lắm bay ơi. Ê đừng 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 đừng. Ê tôi cảm thấy nó bắt đầu nó khó rồi má. Ê tôi cảm thấy cay cay nhờ. Ok. Đi nhảy đi đi đi, từ 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 má ơi, từ từ má ơi, bay ơi, bay ơi, bay ơi, bay ơi, bay ơi. Đúng rồi. Nó phải vậy anh em ơi, nó phải như vậy đấy, làm liền như vậy nó dễ hơn không. Trời ơi, còn cái gì khó thì tới với chị luôn đi em ơi, còn cái gì khó thì tới với tôi luôn đi chứ. Trời ơi là trời, ở cái xe này nó có bắt đầu, gặp nó có bắt đầu là tới công chuyện với tôi rồi anh em à. Đấy, nó có bắt đầu là tới công chuyện với tôi rồi, mai là nó không có bắt đầu đó. Rồi trời ơi là trời, cái này còn phải đợi nữa chứ, sao mà lâu lắc quá vậy nè. Ok, nhảy qua đây. Oh, hi hi. Trời ơi, vậy. Ê, 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 má ơi, gần tích rồi nha má. Gần tích rồi nha. Mày mà nhảy tới đó khúc đó là mày ngẫm là tao chịu mày luôn á, cô Bỉ ơi. Trời ơi là trời. Rồi, qua đây. Ui ôi, dễ dàng liền luôn. Ui, cái này đi lên đây được không ta? Ê, ui, không lên được anh em ơi, không ăn gian được má. Oh my god. Ê, bay ơi, cái đường này nó khó gian nhưng bà làm sao mà khó với tôi được. Nhảy qua em ơi. Ai, ui giời ơi. Nói khó, không thể nào mà khó tôi được đây, thấy không? Đấy, đấy, đấy. Ui, trời ơi, dễ dàng liền. Tao feedback cho thằng chủ map này là nhớ là cho bắt đầu nha. Không cho bắt đầu chơi kỳ lắm, chơi vậy nó không vui. Hiểu không đó, phải cho chơi bắt đầu thì nó mới vui. Đấy, đấy. Ui. Không sao, không sao, chúa phù hộ em. Tôi là cái kiểu mà chạy xe mà bà nội ơi, nó không thắng được đó ba.
Vậy là cái xe nó bị đứt hắn, không phải tại tôi nha anh em. Cái xe này nó bị đứt hắn, không phải tại tôi nha, ok. Oh my god. Ui trời ơi, dễ dàng bạn ơi. Bạn ơi, nhìn tôi nhảy một lần duy nhất cho bạn xem nè. Đấy. Ui ơi. Đấy, trời ơi, các bạn thấy chưa? Các bạn nào mà thấy tôi chạy uppy quá là bờ gồ thì các bạn nhớ comment phía dưới video và khen tôi nha mấy má. Nhớ khen tôi cho tôi vui nha, không khen tao buồn gán chịu á. Ui ơi, ok. Ê, bà nội ơi, xém ngẫm bà nội ơi. Rồi, đi qua đây được. Ôi, sao tôi cảm thấy tôi giết bờ gồ quá ta? Sao mà giết bờ gồ quá vậy nè? Trời ơi là trời, kiểu này tôi về đi về phía trước rất nhanh. Ok. Về phía dưới luôn má ơi, chứ không phải về phía trước. Cái kiểu này là về phía dưới luôn á. Dưới gặp ông bà cô nội luôn á. Thiệt luôn á trời. Không sao các bạn ạ. Thất bại là mẹ của thành công mà. Như ông cha ta đã nói. Thôi khỏi nói nữa đi. Thôi mình dừng lại cái việc mình nói, mình tập trung, mình đi qua chỗ này giùm cái đi. Nói hoài không qua được cũng như không mà ba. Đúng. Trời sao tôi cứ rớt hoài là sao vậy? Ba nội nữa. Qua. Không sao, nãy giờ mình cứ tạo áp lực cho bản thân mình hoài anh em à. Không hiểu sao luôn. Đấy. Tại sao mình có thể nhảy xuống dưới được chứ? Đôi lúc tôi cảm thấy cái sự ngu dốt của tôi nó rất kỳ cục má. Nó rất kỳ cục luôn nha, nó rất kỳ cục. Ok. Cái này dễ. Cái này tôi vượt qua dễ, cái này tôi làm được má ơi. Rồi để tôi check coi. Lại cái này lại dễ nữa trời, tôi điên cái cho anh em. Cái này mình chỉ cần đi đường thẳng như vậy thôi luôn á anh em. Thế nên tôi không cần đụng con chuột, tôi đi đường thẳng vậy bình thường luôn á. Rồi sao tôi không biết tôi ngựa bàn, sao tôi đi cái kiểu gì tôi không biết luôn trời. Rồi cái này là tôi đi được nha. Ui trời ơi, dễ liền. Ui ui. Ê ba ơi, tao không chơi bấm tường được nha. Tịnh tâm. Trời ơi, tâm tao hết tịnh rồi bay ơi. Tâm tao hết tịnh rồi. Không sao mọi người, mình đã chạy tới được 40% rồi má ơi. Bây giờ dừng lại là không được. Dừng lại là ba mẹ sẽ thất vọng về mình. Nên là mình phải cố gắng. Rồi, ok, đi qua đây. Sao tôi mà gồ vậy ta? Ai mà gồ mà vừa đẹp trai với tôi anh em nhờ? Đấy, không ai có thể nào mà vừa bờ gồ mà vừa đẹp trai với tôi được. Tin vĩnh biệt cô. Dẹp cái bờ gồ đẹp trai đi. Thôi giờ mình dẹp cái bờ gồ đẹp trai cho mình đỡ xui đi. Đừng đẩy em anh ơi. Sao đời tôi nó xui quá vậy nè. Đừng đẩy em. Sao nó ngừng tới cuối cùng mà tao lại ngụm mày vậy? Ngụm nữa tao sủa cho anh em nghe. Trời ơi là trời, khổ thiệt luôn á. Rồi, bây giờ đi qua cái này là dễ dàng rồi bạn ơi. Đấy, đi qua cái này dễ dàng rồi. Còn cái nào khó không? Giới thiệu đi. Giới thiệu cho Racing Boy chị của Bỉ giới thiệu đi. Để tôi ngồi tôi vượt qua cho các bạn xem dễ dàng nè. Đấy, ui rồi. Bây giờ chỉ cần đi nhẹ nhàng là qua rồi anh em ơi. Ủa, cái này là mê cung hả má? Thế nào tôi đi vòng tôi ra tới luôn rồi bạn. Thế nào tôi đi vòng tôi ra tới luôn rồi. Ây! Cái này như kiểu bước xuống đèo ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen lá em rơi xuống mồ luôn má ơi. Sao có chỗ tôi té hoài vậy nè? Đừng mà. Quỷ đào tạo ghét. Quỷ nào nói tôi nghe cái hàng đào tạo ra cái map này vậy bay. Rồi. Cái kiểu này là mình không trở thành Racing Boy được rồi anh em. Mà cái này mình phải đi chậm. Đó, đi chậm nhai kỹ. Ê, cái hình như nó hơi sai. À, đi chậm ăn kỹ. Đi chậm xuôi. Ôi, nói chung đi chậm kỹ đi, mệt quá. Chứ nói qua nói lại hoài không hiểu gì hết trơn. Rồi. Ui trời ơi, vượt qua dễ dàng luôn. Cái đường đua ấp. Úp la. Úp chảo. Tao mệt quá. Trời ơi anh em ơi, cái đường đua úp bi này nè.
Trời ơi, nó có tới 100% level mà bây giờ mình mới vượt qua được nửa chặng đường thôi đó các bạn. Mới vượt qua được nửa chặng đường luôn á. Rồi tao mới vượt, còn khi nào mới vượt được đường khác đi má. Ui giời ơi. Rồi đi qua đây. Ui khó thế nha. Ê, lúc đầu tao còn tưởng nó dễ lắm ba. Ai ngờ. Từ từ chị cô Bỉ ơi, đừng manh động chị cô Bỉ. Đúng rồi, qua lẹ lên đi ơi, đúng rồi. Đừng má, trời ơi. Tại bây giờ cái đường nó đi nó rất là dễ, nhưng mà cái xe đạp nó đi khó nha anh em. Cái xe đạp tôi chắc chắn với anh em nó đi siêu khó luôn má. Nó đi rất khó luôn trời ơi. Rồi, đi qua. Xém tí gặp ông bà rồi. Trời ơi là trời. Ủa cái này chỉ cần đi bình thường thôi anh em ơi. Cái này cần gì ngựa làm chi đấy. Cái này đi bình thường là tới rồi. Ê té cái nhục nha. Té là nhục nha. Ráng đừng té. Làm sao cũng được, ráng đừng té. Té là nhục lắm trời ơi là trời. Có cái đường nào cho tôi đi nhanh để tôi thể hiện cái sự racing boy của tôi không? Gì đâu mà bắt đi chậm hoài. Ui mệt quá à. Rồi ok. Ủa cái đường, ai cái đường này. Ôi ôi. Rồi, được qua được má, qua được nha mấy ní. Qua được nha mấy ní, không sao cả. Ê còn sao khúc đó tôi không nhảy, tôi không chạy lên được vậy. Ủa alo. Không sao. Ê xém ngẫm như không sao. Mình làm được. Dăm ba mấy cái trò như này tôi làm được anh em ơi. Rồi ui ôi. Cái này căng nha. Cái này căng, nhưng mà đối với tôi thì làm sao mà căng được. Chỉ có căng dây đàn thôi. Sao nguyên cái clip này nó bất ổn vậy trời. Sao nguyên cái clip này sao. Ủa sao hôm nay tôi up bi gà quá ta. Ui dồi các bạn ơi. Hôm nay mình up bi đúng gà luôn. Bạn nào mà đã từng chơi qua con map thì đã phá đảo được rồi. Và cái cách nhanh nhất thì nhớ comment bên dưới cho tôi biết cho nha. Chứ tôi là tự nhiên tôi thấy tôi up bi ngất gà. Chạy lẹ lên coi. Trời ơi là trời, mình đang đúng kiểu là racing boy nửa mùa luôn. Ê nha. Nó vẫn gớt má. Nó muốn nó gớt. Trời ơi bay ơi, nó ác cái tao thiệt luôn đó bay. Rồi bên đây là cái gì nữa đây. Ủa, cái này mình đi lên cao được không ta. Ok. Ê má, không đi được. Rồi. Ê đừng té. Trời ơi tôi nhận ra tôi không nên gấp gáp ở trong cái cuộc sống này các bạn ạ. À. Tôi không nên bao. Chúng ta nên từ từ mà thanh thản. Ê rồi tao thanh thản xuống bồ luôn rồi đó. Là thanh thản dữ chưa. Rồi trời ơi. Ui dồi. Đúng thiệt là không nên gấp gáp nha mấy ní. Đúng thiệt là không nên gấp gáp nha mọi người. Cái xe quần què này nó chạy mà nó không có hắn cái gì ấy. Cái xe này nó không có hắn anh em ạ. À. Trời ơi là trời, cay thế nha. Rồi. Không gấp nha chị cô Bỉ ơi, chị đừng gấp giùm em cái đi chị ơi. Chị đi đòi nợ hay là chị đi đòi hụi hút hụi ai hay sao mà chị gấp quá vậy chị cô Bỉ. Ê, chưa ngẫm má. Mẹ ơi tin con, gia đình ơi tin con, anh chị em ơi tin. Thôi đừng tin. Trời ơi trời, xuống đất kiếm gì cho tao chơi cái map này vậy bay. Upbi bình thường được không? Đừng upbi, mình đừng có upbi bằng xe đạp được không? Rồi mốt tự nhiên nó có thằng nào tạo map upbi bằng đầu má. Tạo cho cái map upbi bằng chục cái cách để upbi luôn ba. Ui giời. Thắng lại em ơi, thắng ơi. Trời ơi là trời, xem tí là ngẫm rồi má. Ok, rồi. May quá mới đi. Rồi nào tao mới về đích đây. Tao không biết. Ê tính ra mấy bạn thấy không, tính ra tôi như là trẻ mới lên năm nhỉ ba, đang tập lái xe đạp nhỉ ba. Trời ơi là trời, nhưng mà không sao. Các bạn biết ước mơ của tôi là gì không? Ước mơ của tôi được trở thành racing boy để cho ba mẹ hấp dẫn chơi vậy á. Rồi qua đây. Ê đừng gớt. Thôi xem tí gớt má ơi, xem tí gớt. Rồi cái khúc này thì chỉ cần mình biết cái mẹo các bạn ơi. Chúng ta phải có kỹ năng cuộc sống nè. Chúng ta phải có cái kỹ năng đó, mẹo vặt cuộc sống để chúng ta vượt qua nó dễ dàng hơn này. Chỉ cần có kỹ năng thôi là các bạn sẽ làm được và vượt qua được trong gai cuộc sống là như thế nào. Rồi cái này cũng kỹ năng, yên tâm đi em ơi, cái này cũng kỹ năng này. Ui giời ơi, em ấy chưa quen tay rồi, cái gì cũng phải có kỹ năng hết. Có kỹ năng. Kỹ năng nha em. Đây hẳn lại em ơi.
đừng gớt nhục nha, nãy giờ nhục chục lần rồi. Này, mày đừng có cho tao nhục được không, tao mệt quá. Có thể nào đừng cho em nhục nữa được không, em mệt quá. Trời ơi là trời. Rồi, đi qua, bình tĩnh tí ơi. Tí ơi, cái gì mình cũng bình tĩnh cái tí ơi. Sắp phá đảo rồi bay ơi. Tao sắp phá đảo rồi chứ tao cay nãy giờ lắm rồi. Tôi cay nãy giờ lắm rồi các bạn ơi. Ê ba, cái đường này khó nha. Nhưng mà làm sao khó được với tôi. Trời ơi là trời, té nãy giờ chục lần là giờ có kinh nghiệm rồi má. Té nãy giờ chục lần là có kinh nghiệm luôn rồi. Rồi đi qua đây. Ui dồi, cái đường này đi nhẹ. Không sao, bây giờ mình mới có kỹ năng nè anh em ấy chưa. Tôi mệt mỏi lắm bạn à. Tôi mệt mỏi lắm bạn ơi. Thôi, ok. Trời ơi là trời, giờ muốn thể hiện ngay xin bôi chạy nhanh nó cũng khó nữa mấy má. Chạy rất khó luôn nha. Bạn nào mà phá đảo được bằng kiểu mà không chạy xe đạp mà không rớt ở đây là tôi ngưỡng mộ bạn đó lắm luôn á trời ơi. Chứ tôi là tôi thấy tôi chơi, tôi chạy tôi cứ rớt hoài là tôi thấy cay rồi. Ủa sao không chạy được vậy? Ủa? À hình như là nó không cho chạy lên đây em ơi, nó cho chạy bên đây nè. À rồi hiểu rồi, trời ơi là trời đã tính dụ tôi ba. Nó tính dụ tôi sao dụ tôi được, với cái trí não đầu óc nhạy bén hơn trẻ lên năm như tôi. Trời ơi dăm ba mấy cái này tôi vượt qua dễ dàng lắm. Trời ơi, sao mà tôi chơi gà quá vậy nè. Không sao cả. Đụng cái lỗ nó cũng lọt được cũng hay luôn á má. Cái lỗ nó lọt được cũng hay luôn á trời. Ok. Trời ơi là trời, trời ơi bão táp phong ba. Tao mới vượt qua, có thể nào mà cho tao vui vẻ tí được không? Đừng cho tao gớt nài được không? Để tao gớt nài hoài tao mệt quá. Thôi nào bạn ơi, bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Ngừng tới đích rồi má, ngừng tới đích rồi mọi người ơi. Ngừng tới đích rồi, cho tao về đi. Tao gặp má tao nữa, tao nhớ má tao quá. Cho tao về. Ui ôi, cái màn này khó nha. Cái đoạn này khó, cái đoạn này khó nha. Ní. Sao mà khó với tôi được anh em, tôi nói rồi. Không thể nào mà khó với tôi được. Chỉ có khó nó mới khó thôi. Ủa, chỉ có khó nó mới khó là gì? À, chỉ có khó nó mới không khó thôi. Ôi, mà nó cũng có nghĩa gì ta? Ờ, kể đi. Rồi. Sao tự nhiên tôi thấy cái sự bờ gờ của tôi nó quay trở lại rồi anh em ơi. Đó, tôi thấy cái... Thôi, không khen nữa má. Thôi, tao không khen nữa. Tao mà khen bản thân tao cái là tao té. Thiệt. Tôi mà khen bản thân tôi cái là tôi té. Tôi nói thiệt luôn á. Sao cuộc đời của tôi nó trớ trêu quá vậy nè. Hả? Sao ác quá vậy? Sao mình nó ác quá vậy trời? Rồi. Trời ơi, tôi đi một lượt qua luôn em ơi. Tự nhiên tôi thấy tôi bờ gồ hẳn luôn á trời. Ok. Đấy, phải như vậy. Nó phải là như thế anh em thấy chưa? Nè, đấy. Ui giời ơi, anh em nhìn kỹ một lần duy nhất. Thôi nhạc ồn quá, mình đổi nhạc này đi ha. Nhạc ồn quá. Anh em thấy chưa? Ui giời ơi. Phá đảo một cách quá là dễ dàng luôn, đến từ vị trí của Racing Boy nửa mùa, chị Ngu Mỹ mang tên chị Ngu Mỹ TV ạ. À. Và ai đã từng phá đảo được con mắt này rồi nhớ comment phía dưới video điểm cho chị tôi biết nha má ơi, chứ tôi phá đảo tôi thấy gian nan thiệt luôn ba. Nó rất gian nan. Ủa, cái này là chơi skill hả? Rồi là skill dữ chưa má? Rồi là skill dữ chưa? Ui giời. Ngầu liền. Hay ngầu như bồn cầu vậy. Ok mọi người ơi, thì chắc là mình cũng xin được kết thúc video này. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ like, subscribe và nhấn vào kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn video đối với mọi người nha. Bye bye.